Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 1, bài 27, đường tròn, chu vi và diện tích của hình tròn. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 105 nào. Như vậy mình sẽ vào cái phần thứ nhất này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đường tròn và vẽ đường tròn có tâm và bán kính cho trước nhé. Ok, như vậy thì đây là hai bạn, bạn Mai và bạn Robot đang thực hiện một số những cái hoạt động này. Thì bạn Robot nói này, cái đầu phấn của compa vạch ra một đường tròn. Tớ sẽ vẽ cái đường tròn bán kính là 15 cm. Đấy, thì bạn robot đang dùng một cái công cụ hay gọi là cái dụng cụ để chúng ta vẽ đường tròn. Đó là gì? Cái compa nha các em. Compa, ok. Thế còn bạn Mai thì tớ đang là tô màu cái hình tròn đấy. Đấy, như vậy bạn tô màu, ta nhìn giống như là gì? Một cái hành tinh ở trong hệ mặt trời, đúng nào? Ok. Rồi, như vậy thì đó là gì? Chúng ta hiểu về đường tròn. Vậy thì cách vẽ như thế nào? Đây, các em sẽ quan sát phần B này. Dùng compa để vẽ cái đường tròn mà tâm O bán kính là 2 cm. Đấy, thì bước 1 này. Các em chú ý bước 1, sau đó thầy sẽ thực hành nhé. Bước 1 này, chúng ta lấy cái thước ra. Đặt một đầu của compa ở cái vạch chỉ không này, vạch chỉ không ở trên thước nha. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ làm sao? À, chúng ta sẽ đưa cái đầu còn lại á ở cái vạch chỉ, người ta yêu cầu đây là gì? 2 cm. Vậy thì mình sẽ chọn đến cái vạch chỉ là 2 cm. Đây gọi là mở khẩu độ của cái compa ra, được chưa? 2 cm ở trên thước. Rồi, trên cái tờ giấy này, mình đặt một cái đầu nhọn compa tại một cái điểm. Chúng ta đặt cái điểm này là điểm O. Ok, sau đó mình quay cái compa một vòng. Như vậy thì khi chúng ta quay xong á, thì cái đầu này, cái đầu còn lại ở trên cái compa đấy đó, nó sẽ tạo thành một cái đường tròn tâm O có bán kính là 2 cm. Ok, được chưa? Bây giờ để cho hiểu hơn thì các em có thể xem cái phần thực hành của thầy sau đây. Rồi, như vậy để thực hành cái này thì chúng ta phải có một cái gọi là gì? Cái compa, đúng không ạ? Thầy có cái compa của bắc như này thôi nhé. Cái thước này để chúng ta đo cái khoảng cách này. Như vậy thì bước số 1, chúng mình đặt một đầu của cái compa này. Đặt cái đầu compa đây với cái vạch gì 0 cm ở trên thước này, được chưa? Rồi sau đó các em sẽ điều chỉnh cái compa của mình, đầu còn lại đến mấy, số 3, 3 cm, được chưa các em? Này, 3 cm nhá, ok chưa? Rồi như vậy vị à đây vị trí là mấy, 2 cm chứ nhỉ? Này, vẽ 2 cm chứ không phải 3 cm. Ok, 2 cm nhé. Được chưa? 2 cm. Rồi, sau đó chúng mình bỏ cái thước ra và nhớ là cái compa sau khi chúng ta đã lấy thì không có di chuyển nha, không có kéo ra mở rô nữa. Rồi, và sau đó mình đặt lên trên giấy này. Trên cái tờ giấy á, chúng ta lấy một cái điểm gọi là điểm O. Được chưa? Điểm O đây. Rồi, các em đặt cái đầu, một đầu của compa, đấy, cái đầu tâm của compa. Sau đó mình quay này, ta cứ quay nhẹ nhẹ từ từ thôi là nó sẽ được. Ồ, cái compa của thầy nó hết mực rồi, chúng ta cứ quay nhẹ nhàng từ từ từng bước nhá. Đấy, em nào mà vẽ chưa được thì chúng ta có thể quay giấy luôn cũng được. Ok, mấy cái này nó vướng vào cái máy quay của thầy nên là hơi khó. Được chưa?
Đấy, như vậy ta sẽ được đường tròn là gì? Tâm O này. Và có bán kính ở đây là mấy? 2cm này kìa. Đấy, 2cm chuẩn nhé. Ok chưa nhỉ? 2cm. Ok. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được cách chúng ta vẽ một cái đường tròn tâm O bán kính là 2cm nhé. Ok. Để hiểu hơn thì chúng mình sẽ vào cái phần hoạt động này. Câu thứ nhất này. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm. Được chưa? Rồi, các em quan sát cái video thầy làm sau đây. Đấy, vậy thì cũng ở trên này. Cái thước này, chúng ta sẽ lấy một đầu của cái compa tại cái vạch không của thước. Sau đó chúng ta lấy đến là mấy? 3cm đây. Được chưa? 3cm nhá. Rồi, bây giờ các em nhớ là chúng ta không có mở vào cái khoảng cách này nữa nha. Và trên là gì? Trên giấy này chúng ta cũng lấy một cái điểm là điểm O. Ok chưa? Điểm O này. Thì đặt cái đầu tâm của cái compa này này vào cái điểm O này. Sau đó chúng ta xoay. Đó, xoay nhá. Đấy, thầy đang xoay đây. Xoay cái compa thì chúng ta sẽ được một cái đường tròn tâm O có bán kính là 3cm. Ok. Rồi, mình sẽ kẻ nó ra. Đây, đường tròn tâm O bán kính 3cm. Chuẩn chưa? Ok nha. Đây là 3cm. Xong chưa nhỉ? Rồi, mình sẽ đến câu B này. Vẽ đường tròn tâm Y bán kính là 35mm. Đấy, thì chú ý cái bán kính 35mm chúng ta đổi ra. Và các em cũng quan sát cái phần thầy làm sau đây. Thì mình chú ý này. Do cái thước ở đây á, chúng ta không có cái đơn vị là mili. Thì các em đổi cái này ra. 1cm thì bằng mấy? 10mm. Vậy thì 35mm các em đổi ra cm. 35 chia cho 10 thì sẽ được là 3,5cm. Đó. Có nghĩa là giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn tâm Y có bán kính là gì? 3,5cm. Ok. Rồi. Rất quen thuộc rồi đúng không? Lấy một đầu của compa trên cái vạch không của thước này. Lấy ở đây là bao nhiêu? 3,5. Đây 3,5 đây kìa. Thấy 3,5 chưa? Ok nhá. Rồi, sau đó chúng ta không di chuyển gì khoảng cách của cái compa nữa. Trên giấy của chúng mình lấy một cái điểm gọi là điểm Y. Đây, điểm Y đây. Đó. Và chúng ta đặt compa vào. Đấy, chúng ta quay thôi. Nhiệm vụ chúng ta quay. Thế là thành được một hình tròn đường tròn. Được chưa nhỉ? Đó, như vậy ta đã có đường tròn tâm Y bán kính 3,5. Đấy, chuẩn chưa? Đúng 3,5 nha các em. Đấy, bán kính là 3,5. Hay là gì? 35mm. Ok. Rồi, như vậy là xong được cái bài này chưa? Ok nhá. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được bài số 1 nhá. Sang bài số 2. Quan sát rồi vẽ hình theo cái hướng dẫn. Ok. Như vậy chúng mình sẽ có cái hướng dẫn ở đây. Đấy, các bạn quan sát cái hình. Hướng dẫn bước số 1 này, bước số 2, bước số 3. Ok. Và các em sẽ quan sát thầy thực hiện nha. Rồi, bước 1 này chúng mình sẽ vẽ cái đường tròn tâm S. Một đường tròn, đó là tâm S. Bán kính là 25mm.
25mm thì 25 chia cho 10 đúng không? Thì sẽ là gì? 2,5. Đấy, chú ý này, đường tròn tâm S này. 25mm tức là gì? Tức là 2,5cm. Ok, như vậy thầy sẽ vẽ ở chính giữa đây đi. Đây đi, tâm S nhá. Đây là đường tròn tâm S. Đường tròn trong đó. 2,5. Đường tròn tâm S 2,5 mm. Ok, được chưa? Ôi xin lỗi, 25mm chứ. 25mm thì nó sẽ là 2,5 cm. Rồi, tiếp theo ta sẽ vẽ đường tròn tâm S bán kính là gì? 7 cm. Ồ, 7 cm thì không biết này có đủ không nhỉ. Đây, các em cứ lấy ra là tới 7 cm này. 7 cm nhá. Được chưa? 7 cm đây. Ok chưa? Rồi, như vậy thì cái này sợ không đủ quá. Có đủ không? Có đủ không để quay không? Wow, vừa tới các em ạ. Hên quá, vừa tới, vừa tới. Đây, thầy sẽ đưa nó sang đây để quay. Chúng mình quan sát 7 cm này. Đấy, cái đường tròn thứ hai nhá. Rất là rộng lớn như thế này. 7 cm. Được chưa? Đấy, đường tròn thứ hai chúng ta đã xong. Như vậy cái thằng S này này có hai đường tròn, một đường tròn là mấy? 2,5. Và đường tròn thứ hai đây này có bán kính là gì? 7 cm. Ok. Rồi bước 2 nè, lấy một cái điểm là điểm E. Điểm E. Đấy, trên gì? Trên cái đường tròn tâm S bán kính 7 đây này. Anh ta lấy điểm này điểm E nhá. Ok. Rồi. Và chúng ta sẽ làm sao? Bán kính, vẽ một đường tròn tâm E bán kính là 15mm và đường tròn tâm E bán kính 3 cm. Đấy, chúng ta chú ý này, một đường tròn tâm E bán kính là 15mm, tức là gì? Bán kính là 1,5 cm, đúng không? 15mm tức là 1,5 cm nè các em. Ok chưa nhỉ? Đấy, 1,5 nhá. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn tâm E bán kính là 1,5. Đấy, đường tròn này nhỏ nhá, theo đúng cái hình mẫu thôi. Ok. Rồi, tiếp tục. Một đường tròn nữa cũng là tâm E, nhưng mà bán kính ở đây là mấy? 3 cm. Đấy, các em này, vẽ này, tâm E là 3 cm này. 3 cm đây. Được chưa? Ok. Rồi chúng ta cũng đặt đúng vào cái tâm đó, vẽ tâm E bán kính là 3 cm. Xong. Như vậy ta đã xong bước số 2. Bước 3 này, lấy một cái điểm M trên đường tròn tâm E bán kính 3 cm. Đấy, cái điểm M đây, ta lấy đây đi nhá, cho dễ này. Điểm M trên cái đường tròn này, đúng không nào? Vẽ một đường tròn tâm M bán kính 12 mm. 12 mm tức là gì? Nó sẽ bằng 1,2 cm, đúng không nhỉ? 12 là 1,2 thôi nha các em. 1,2 này. Đấy, chứ không phải 1,5 nhá, 1,2. Ok chưa? Rồi, sau khi lấy xong thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn tâm M bán kính ở đây là có bao nhiêu? 1,2 thôi. Thầy quay đây nó vướng cái máy quay này là nó cứ bị che. Ok, xong chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được câu A. Rồi, và bây giờ đến câu B.
và bài số 2B. Hãy tô màu và trang trí các hình tròn để được cái mô hình trái đất, mặt trời và mặt trăng theo cái mẫu này. Ok. Thì các em sẽ tô màu. Đấy, tô đây là màu gì? Màu vàng này. Tô đây là gì? Trái đất này. Và đây là gì? Mặt trời nhá. Đấy, chúng mình sẽ tô màu ba cái màu vào. Màu vàng này, trái đất. Đây. Đây chẳng hạn thầy sẽ tô đây là màu đỏ, tượng trưng cho mặt trời đó, đúng không nào? Đấy, tô mang tính chất để chúng ta nắm thôi nhá. Ok. Rồi. Như vậy mình tiếp tục đến màu vàng là cái đường tròn tâm M này. Bán kính là 1,2 này. Đúng không? Đó. Và cái E đây này, đường tròn tâm E đây này. Đấy, các em sẽ tô cho màu màu xanh. Được chưa? Cái đường tròn này các em sẽ tô cho màu xanh nhá. Cái màu xanh của thầy nó bị mất rồi. Xong nhá. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2. Đó là chu vi hình tròn.